Kết quả, Việt Nam, Thái Lan liên quân Mobile ASEAN 2023. Tỷ số trận đấu. Thưa quý vị, trận tranh huy chương đồng bộ môn liên quân Mobile ASEAN 2023 đã diễn ra với sự góp mặt của hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam vào chiều qua ngày 26 tháng 9. Đây là một trận đấu đầy duyên nợ bởi Thái Lan và Việt Nam vốn là tỷ phùng địch thủ tại các giải đấu liên quân Mobile quốc tế. Cách đây không lâu, đội tuyển Sài Gòn Phantom của chúng ta đã đánh bại ba công tàn của Thái Lan để lên ngôi vô địch thế giới tại APL 2023 và ASEAN 2023 là cơ hội để đội quân xứ Chùa Vàng phục thù. Dù không mang ra đội hình chính của ba công tàn, đội tuyển Thái Lan vẫn dễ dàng đánh bại các tân binh non trẻ của đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0, qua đó giành về thêm một tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao nước nhà. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã kết thúc ở vị trí hạng 4 chung cuộc. Dù không giành được bất cứ tấm huy chương nào, nhưng màn trình diễn xuất sắc vượt ngoài kỳ vọng của họ vẫn xứng đáng nhận được những lời ngợi khen từ người hâm mộ. Bởi trước giải đấu, đội tuyển Liên quân Mobile Việt Nam không nhận được nhiều sự kỳ vọng khi thành viên của đội chỉ là các tài năng trẻ thi đấu ở giải bán chuyên.